Thưa quý vị, huyện Long Điền là địa bàn vùng đỏ đang tiếp tục siết chặt phòng dịch theo chỉ thị 16 của chính phủ, đồng thời thì cũng là điểm nóng dịch bệnh tại Bà Rịa Vũng Tàu với tâm dịch thị trấn Long Hải. Dịch bệnh kéo dài, giãn cách cũng kéo dài, khiến cho cuộc sống khó khăn thêm khó khăn. Thế nhưng trong khó khăn, tình người lại càng lan tỏa, đúng với tinh thần giãn cách mà không xa lòng. Bên cạnh sự trợ giúp của tỉnh, của huyện, thời gian qua thì nhiều người dân, gia đình tại tâm dịch Long Hải cũng luôn sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua đại dịch, kiên lòng cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh. Là Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, những ngày đại dịch chưa cam go tại Bà Rịa Vũng Tàu, cô Lê Thị Bích Ngọc luôn tích cực với cuộc vận động trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn. Khi dịch diễn biến phức tạp và Long Hải trở thành tâm dịch ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhất là khi toàn bộ người dân thị trấn phải thực hiện yêu cầu giãn cách triệt để theo chỉ thị 16, cô Ngọc lại tất bật cùng địa phương phòng chống dịch. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thị trấn Long Hải, cô Ngọc còn chuyển đến người dân trên địa bàn 5 tấn rau, 5 tấn gạo và 6.000 quả trứng vịt. Một trong những người dân sinh sống trên địa bàn thị trấn Long Hải, thì qua mùa đợt dịch vừa rồi thì đó là toàn quốc nói chung và thị trấn nói riêng thì dân ở Long Hải ai cũng khó khăn hết. Một miếng khi đói bằng gói khi no. Cái phần cứu trợ của tôi chỉ là của hạt cát cấp sa mạc thôi. Làm sao mà khỏa lấp được cái sự khó khăn của đồng bào thị trấn, ai cũng khó hết. Tôi thì cũng chia sẻ phần nào cái khó khăn của đồng bào mình. Thôi thì trước khó khăn này ai cũng phải cố gắng để mà vượt qua, để góp phần đẩy lùi cái dịch bệnh. Theo thống kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Long Hải, hơn 2 tháng chống dịch quyết liệt, qua sự chủ động vận động của các tổ chức cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài thị trấn đã ủng hộ hàng ngàn gói thực phẩm thiết yếu, hơn 48 tấn gạo, 340 thùng mì, hơn 43 tấn rau củ quả trái cây với trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Bước vào năm học mới 2021-2022, các mạnh thường quân còn hỗ trợ sách giáo khoa, điện thoại thông minh hoặc SIM 4G cho các nhà trường chuyển đến những học sinh thiếu sách và thiết bị học trực tuyến. Nói chung là mấy đứa nhỏ học hồi nào giờ là mình để dành lại đó. Trữ hồi đó tới giờ, bây giờ có cơ hội vậy thì mình để đem ra mình cho, để ủng hộ cho những đứa nào, những hộ nào mà có con khó khăn thì cho những hộ đó người ta lãnh để cho con người ta học. Để ra một phần tấn đi. Gia đình em cũng có một con học trong trường Nguyễn Công Trứ. Nói chung là trong thời gian dịch này thì nói chung cũng các dịch này thì nó rất là khó khăn. Trong khi đó trường thì huy động nghĩa là ủng hộ các máy có thể dán mềm với lại một số SIM, thì em cũng có hỗ trợ cái giá, nói chung là với giá điện thoại là hỗ trợ một ít, với lại còn tặng một số SIM 4G cho các em có thể có dụng cụ học thêm ạ. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ tại thị trấn Long Hải, từ đầu năm học mới đến nay, học sinh nhà trường đã nhận được 22 SIM điện thoại 4G, 13 điện thoại thông minh cũ còn sử dụng được, 37 bộ sách giáo khoa cũ, 1.000 quyển tập trắng, 1.000 cây bút bi từ sự ủng hộ của các mạnh thường quân ngay trên địa bàn thị trấn.